Sáng nay anh sẽ làm cái video về tiền lương của bác sĩ cho em xem ha. Thì khi mà các em học 6 năm ra đó, học 6 năm thì các em sẽ có cái bằng bác sĩ đa khoa. Lúc này các em chưa có chứng chỉ hành nghề nha. Chưa có chứng chỉ hành nghề. Các em xin vào bệnh viện thì em sẽ lãnh cái mức lương là 2.34. 2.34. Các em nhân cho cái lương cơ bản của các em là 1 triệu 490 ngàn. Tăng hồi xưa anh thì nó ít. Rồi các em cộng thêm phụ cấp khoảng 0.5. Tính ra một tháng em được khoảng 5 triệu 2. Trừ bảo hiểm y tế, trừ bảo hiểm thất nghiệp, trừ bảo hiểm xã hội và phụ cấp công đoàn thì em còn lại khoảng 4 triệu 8. Các em sẽ được cộng với tiền ABC. ABC giống như tiền thưởng nha các em. Nếu mà các em làm bệnh viện lớn, trung ương, bệnh viện lớn mổ được nhiều thì có thể là thưởng nhiều. Có thể thưởng 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu tùy bệnh viện. Còn mấy em làm bệnh viện huyện, bệnh viện xã gì đó thì không biết có không, anh nghĩ chắc không có đâu. Mà nếu có chắc cũng ít à. Thì bây giờ cho như các em được thưởng tháng 5 triệu đi là ngon á. Nó cũng dữ lắm rồi đó. Thưởng 5 triệu đi thì thu nhập của em lúc này nó khoảng 9 triệu 8. 9 triệu 8 tháng đó. Các em sẽ lãnh cái mức lương 9 triệu 8 này trong khoảng thời gian 2 năm. 2 năm. 2 năm thì lúc này các em có chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề thì có thể là lương của em lên một chút ha. Thì bây giờ coi như các em học chuyên khoa 1 thêm 2 năm nữa đi. Rồi. Nhưng mà các em về làm không có được học chuyên khoa 1 liền đâu, phải làm 1 năm. Giờ coi làm 1 năm đi. Làm 1 năm nè. Rồi xong đi học chuyên khoa 1 thêm 2 năm nữa đi. Là lúc này các em nhiêu tuổi rồi? Coi như 24 tuổi các em đậu đại học đi. 24 tuổi đại học. 18 tuổi đậu đại học chứ. 1 năm làm là 25, 26, 27 tuổi. Lúc này em 27 tuổi ha. Có chứng chỉ hành nghề. Rồi. Giả sử các em làm bác sĩ ngoại đi. Thì các em sẽ được thêm một cái tiền. Lúc này các em đi mổ thì các em sẽ có tiền gọi là tiền phụ cấp phẫu thuật. Nếu các em mổ được cái loại đặc biệt á thì các em sẽ được 280 ngàn. Loại đặc biệt là ví dụ như là phẫu thuật u lều não bằng đường vào dưới lều não, này là vỡ ra thần kinh. Mình kiếm chuyên khoa khác đi. Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi trong tim bẩm sinh có tăng áp phổi. Ôi, các em học 2 năm ra chuyên khoa 1 các em chưa mổ được mấy cái loại đặc biệt đâu em ơi. Các em học 2 năm chưa mổ loại đặc biệt đâu, bây giờ xuống đi. Xuống mổ loại 2 đi. Loại 2 đi thì các em sẽ được 65 ngàn một ca một bệnh. Hoặc là các em mổ loại 1 đi sẽ được 125 ngàn. Kiếm mấy cái phẫu thuật loại 1 các em mổ đi. Phẫu thuật loại 1 là tách hẹp van hai lá nè các em. Mấy em đi tim mạch có thể mổ đó. Cũng không có dễ ăn đâu nha. Kiếm cái phẫu thuật nào dễ dễ đi. À, hạ tinh hoàn ẩn đi là loại 1 nè. Hoặc là cắt màu tinh đi là loại 2 nè. Phẫu thuật vỡ hang do gãy là cái này loại 3. Cái này được loại 3 là nhiêu vậy? Mổ cấp cứu được 50 ngàn một ca. Thôi bây giờ cho như giả sử các em mổ loại 2 đi là 65 ngàn ca đi ha. Một ngày các em mổ được 2 ca đi. Một tháng các em mổ 22 ngày thôi. Thì tháng đó em sẽ kiếm được khoảng 2 triệu 8 nữa các em. 2 triệu 8 nữa. Thì lúc này bậc lương của em lên được mức này nè. Để anh tính coi. Lúc này thì lương của em khoảng 5 triệu rưỡi cộng thêm 5 triệu nữa đi là được 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi cộng với 2 triệu 8 nữa là 10 triệu rưỡi cộng 2 triệu, 10 triệu rưỡi cộng với 2 triệu 8 là nhiêu em? Anh bỏ toán lâu quá rồi giờ tính dở lắm. 10 triệu rưỡi cộng với 2 triệu 8 là 12, 13 triệu. Ít vừa trời. Không, ít lắm. Với cái mức 12 cho 15 triệu đi. Rồi cố gắng mổ dịch vụ nữa các em. Mổ dịch vụ nữa. Gán mổ dịch vụ đi. Dịch vụ làm dữ vô. Làm dữ vô thì ăn thêm 5 triệu nữa đi. Thì tháng em được 20 triệu. Lúc này các em bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? Nói chung học rất là nhiều. Học 6 năm nè. Học 6 năm đa khoa nè.
rồi học 2 năm chuyên môn 1, rồi thâm niên 1 năm, nhiều năm nữa. Mà nói chung là tới năm 30 tuổi luôn á, thì thu nhập của em nó cũng không có gọi là cao lắm. Và cái chuyện mua nhà ở thành phố á, anh nghĩ rất là khó. Rồi 20 triệu đi, giờ cho như tháng em để dành được 15 triệu đi, thì một năm các em sẽ để dành được 180 triệu đúng không? 10 năm các em sẽ để dành được 1.8 tỷ. Như vậy thì 10 năm các em có thể làm 10 năm các em có thể mua được căn nhà chung cư. À, nói chung là anh hy vọng là cái nhà nước của mình á, tại vì các em biết nhà nước mình là nước đang phát triển, là nước nghèo, thì từ từ nó sẽ phát triển lên. Thì anh nghĩ đến đời của các em á, thì anh nghĩ nước mình nó khá rồi, thì lương các em nó sẽ cao hơn. Bây giờ người ta đang làm một cái là chính sách là được quyết định, là thành phố được quyết định cái mức lương cho những anh tài, những nhân tài, chứ không có theo trả theo cái này nữa. Trả theo cái này người ta học 6 năm ra mà tính hệ số lương 2.34 là bằng cái hệ số lương của cử nhân đó. Bây giờ thì nhà nước mình đang tính lại, thì hy vọng là các em ra ngay cái lúc đó nó sẽ được, ngay cái lúc mà người ta tính lại rồi cái lương nó cao hơn. Hồi xưa thì người ta nói ủa vậy bác sĩ lương thấp vậy sao mà có nhà lầu xe hơi vậy, thì như thế này, bác sĩ lương thấp thiệt nhưng mà chưa chắc là họ đã nghèo. Tại sao? Tại vì nhà họ nhiều khi bán vàng sao, giống như bạn của anh đó, là nó nhà nó bán vàng ba đời lận các em, nó đi tới đâu là nó mua nhà tới đó. Nó lên thành phố nó học cao học cái nó mua nhà đường Nguyễn Tri Phương mặt tiền luôn à, chứ nó không có thèm mua mấy cái nhà nhỏ nhỏ trong hẻm đâu. Nhà người ta giàu sẵn em, nhà người ta là nhà doanh nghiệp hoặc là buôn bán gì đó, thì nhà người ta giàu sẵn rồi. Ta muốn cho con họ học bác sĩ để làm chi? Để nhất là có kiến thức y khoa để chăm sóc bản thân và gia đình, cái thứ hai là lấy cái tiếng thơm cho dòng họ, đúng không? Dòng họ giàu rồi bây giờ cần tri thức cái nữa đó, là vậy. Hoặc là nhà người ta không giàu, gia đình ta không giàu, nhưng mà người ta vẫn có nhà lầu xe hơi, là đó là những cái người mà bác sĩ đã quá lâu năm rồi. Ví dụ như người ta 6 năm đi, làm thêm 5 năm nữa thì lúc này mới có chứng chỉ hành nghề, mới mở phòng mạch được. Thì lúc này người ta bao nhiêu tuổi rồi? 11 năm với lại là 29 tuổi. 29 tuổi mới mở phòng mạch được ha. Giả sử như người này mở phòng mạch đi, thì mở phòng mạch ban đầu không có bệnh đâu em, được 1-2 bệnh là mừng rồi. Mấy người này phải làm thêm 5 năm nữa đi, 6 năm nữa đi là 35 tuổi. 35 tuổi bắt đầu mới khá khá thôi đó. Thì những cái người mà bác sĩ mà có nhà lầu xe hơi, thì những người đó người ta cũng đã đánh đổi quá nhiều rồi, người ta cũng bỏ thời gian học tập quá nhiều rồi. Thậm chí là lúc đó mình thấy người đó bao nhiêu, 40 tuổi, 45 tuổi, 50 tuổi, thì người ta hưởng như vậy là xứng đáng không? Xứng đáng chứ. Tại vì bây giờ các em thấy không, có những người ta 20 tuổi, 20 mấy tuổi người ta đã nhà lầu xe hơi rồi. Còn bác sĩ là trí thức của xã hội mà làm tới cái tuổi đó có nhà lầu xe hơi còn bị người ta chê cười nữa, thì anh không hiểu sao luôn. Ở Mỹ á, ở Mỹ thì mình nói chuyện ở Việt Nam, mình nói chuyện ở Mỹ người ta ưa ghét mình lắm. Ở Mỹ thì người ta học á, bác sĩ người ta gán học cho giỏi, ra lương nó rất là cao. Ví dụ như các em làm ra em học học 8 năm, bác sĩ bên đó học 8 năm, cộng thêm 5 năm nội trú nữa là học 13 năm. Thì sau khi 13 năm này ra đó, người ta lãnh một năm có thể 200.000 đô la, 300.000 đô la, 200.000 đô la đến 300.000 đô la. Thì người ta chỉ cần làm 2 năm thôi, người ta có thể mua nhà được rồi đó. Và mua xe thì quá dễ rồi. Mua xe thì là một năm mua được 20 chiếc luôn. Chiếc Camry có 20 ngàn chứ mấy đó. Nhưng mà cái đó xứ giàu mình không phân bì được, thì mình ở nước của mình đang khó khăn, mình phải chịu thôi. Lương của mình vậy mình phải chấp nhận thôi, sao giờ. Đó cũng là cái câu trả lời cho cái câu hỏi là tại sao học giỏi mà vẫn nghèo. Các em thi đậu đại học y khoa là các em giỏi rồi, gì nữa, cơ bản là cái đầu óc em đã siêu rồi, trên 20 điểm, 20 mấy điểm là đầu óc em đã siêu rồi, đã giỏi rồi. Anh nghĩ những cái người mà đã thi được 2-3, 2 mấy điểm đó, vô được ngành y á, người ta không làm ngành y, người ta làm mấy ngành khác, người ta thành công còn nhiều khi còn hơn cái ngành y nữa, thành công về kiếm tiền đó nha, anh nghĩ còn hơn nữa. Và bởi vậy bây giờ là học giỏi mà vẫn nghèo là vậy đó, học giỏi không à. Tại vì khi các em vô trường y các em học á, là thầy cô mình chỉ dạy cho mình á, là cái cách chữa bệnh thôi, chứ người ta không có dạy cái cách mà kiếm tiền sao á. Các em đọc sách cũng vậy đúng không? Sách anh rất là nhiều, dù như sách thời đó anh học rất là nhiều,
Đó, rất là nhiều sách các em thấy không? Rất là nhiều sách. Thì trong mấy cái cuốn sách này nè, cả trăm ngàn cái cuốn sách này nè, không có cuốn sách nào chỉ bác sĩ kiếm tiền. Bệnh nhân nó đang nhức đầu á, đang nhức đầu với viêm xoang đó, anh ra anh nói với bệnh nhân chích mũi thuốc này hết thì lấy 1 triệu. Không có sách nào chỉ vậy. Cuốn sách nó chỉ là à, nhức đầu ở cái chỗ đó đó, cái đặc tính đó, đó là nó do viêm xoang hoặc là nó do tăng huyết áp. Rồi anh phải chẩn đoán vậy mới đúng vậy. Chẩn đoán tăng huyết áp thì phải anh cho thuốc hạ áp. Anh chẩn đoán viêm xoang thì anh phải cho giảm đau, chống viêm, kháng sinh. Đó, người ta dạy mình vậy chứ không có sách nào dạy kiếm tiền. Nhưng một mà cái đó đúng thôi, tại vì bác sĩ mà dạy kiếm tiền nữa thì người ta rất là phân tâm. Như mình xui cái là bây giờ mà cái nước mình còn nghèo cho nên mình cắm đầu mình lo học không à, mình ra thì lương nó thấp vậy đó, cho nên nó là có một số người á, người ta đậu y khoa người ta bỏ, chuyển qua ngành khác để người ta tập trung cái trí tuệ người ta cho cái việc kiếm tiền. Ví dụ như ông Trung Nguyên nè, ông đậu bác sĩ đó, không có học đâu, ông nghỉ ông mở quán cà phê đó, ông mở ông bán cà phê giống giàu quá trời thấy không. Nhưng mà cái đó cũng số ít hả các em, chứ đi ra kinh doanh thấy vậy chứ cũng thương trường là chiến trường mà cũng khó khăn lắm. Thôi nói chung là các em cố gắng nha, cố gắng học rồi tới cái thời của em hy vọng là nó sẽ có nhiều cái hay trong đó. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.